Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mộ Ngũ Vực. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, chiến tranh của Mộ Ngũ Vực cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng thất bại của Xích Hỏa Quân. Chúng ta muốn làm yếu đi chiến lực cao đoàn của Mặc tộc, nhưng Mặc tộc cũng đang làm như vậy. Hơn nữa phía Bất Hồi Quan còn có lượng lớn Ngụy Vương chủ đại nệnh. Một khi bọn họ toàn lực xuất động, chúng ta sẽ không thể nào chống lại. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Ta không sao, còn có thể kiên trì. Phía muội thế nào? Còn có thể sao nữa? Cầu viện ở bên ngoài cũng không hiệu lực, cũng không hiện thực. Các lộ đại quân đều đang ứng phó kẻ địch, không có nhiều sức mạnh để viện trợ người khác. Vô luận thế nào chúng ta bắt buộc là phải kiên trì tiếp, vì danh dự của Xích Hỏa Quân. Không lùi bước của Mặc tộc không phải là không có ý nghĩa. Tính kế của Maraja đại nhân cuối cùng cũng thấy thành quả rồi. Hãy nhìn cục hiện giờ đi. Lần này chúng ta chắc chắn là sẽ có được Xích Hỏa Vực. Đồng thời lúc này trong hư không. Làm thế nào đây đội trưởng? Mặc tộc quá nhiều rồi, chúng ta căn bản là giết không hết. Đừng sợ, chúng ta cố gắng tiếp. Yêu Nguyệt. Hừm, không tự lượng sức. Đội trưởng làm sao đây? Bọn chúng càng lúc càng nhiều rồi. Chúng ta bắt buộc là phải kiên trì tiếp. Chúng ta là tiểu đội tinh anh của Xích Hỏa Quân. Bất luận là Mặc tộc có hung tợn thế nào, chúng ta cũng không thể nào rút lui. Nhân tộc, các ngươi có thể chặn ta lại sao? Đội trưởng, pháp trận phòng hộ sắp không thể nào kiên trì nổi nữa rồi. Hồ Tôn vượt qua độ tải rồi. Nhiều nhất có thể thúc động 3 lần. Còn lại đều giao cho các người. Dạ, Yêu Nguyệt đại nhân. Trung Ngũ Dục. Đừng hét, ta đang sửa rồi. Thất phẩm luyện khí sư, Trung Ngũ Dục. Mẹ Kinh Luân, chó mẹ lùi. Xích Hỏa chúng ta đến cuối cùng là bị bỏ mặc hả? Cha không thương mẹ không yêu, dựa vào cái gì mà Vân Tiêu và Tử Hồng có cửu phẩm? Có cửu phẩm tọa chấn, chúng ta thì không có chứ. Triệu Nương, đừng gây rối cho ta. Tổng phủ tư cũng có khó khăn, ngươi gào thét cái gì chứ? Lão tử biết, có bản lĩnh ngươi tự mình tấn thăng cửu phẩm đi. Đến lúc đó Xích Hỏa sẽ do ngươi trưởng quản. Lão tử tấn thăng cái rắm, cả đời này bắt phẩm đã là điểm cuối cùng rồi. Còn có đám hỗn đản hậu bối cần hậu còn có đám hỗn đản hậu bối cần nữa. Lão tử tự mình muốn lấy chiến công đổi lấy vật tư thay đổi chiến hạm, vì sao bọn chúng không chịu đồng ý cơ chứ? Nếu thay đổi chiến hạm sớm một chút, sao có thể gặp phải cảnh này? Lão tử làm quỷ cũng sẽ không tha cho đám hỗn đản đấy. Mấy năm trước các tướng sĩ có thể đem chiến công đổi thành vật tư để dùng cải tạo chiến hạm, bởi vì chiến công là do các tướng sĩ dùng mạng để đổi lấy. Thượng cấp không hạn chế chúng ta phải sử dụng thế nào. Rất nhiều người thích làm như vậy. Có bột mối gột lên hồ, cải tạo chiến hạm để nó càng cường đại. Không chỉ có thể giữ mạng tốt hơn ở trên chiến trường, còn có thể có hiệu quả giết địch. Dương Khai từng trải qua dẫn dắt thần hy tiểu đội thay đổi chiến hạm, phá trận ở trong mặc chi chiến trường, khiến cho tiểu đội giống như là cá gặp nước ở trong huyết chiến. Mấy năm gần đây, thượng cấp không còn cho làm như vậy nữa. Cao tầng hiểu rõ lợi ích của cải tạo chiến hạm, nhưng trước mắt nhân tộc vật tư khuyết thiếu. Vật tư nào cũng cần phải tính toán kỹ càng. Lấy đâu ra thừa thãi vật tư để cung cấp cho tướng sĩ cải tạo chiến hạm cơ chứ? Có một số tinh nhuệ tiểu đội trải qua đăng ký và được phê chuẩn mới có thể dùng chiến công để đổi lấy vật tư thay đổi chiến hạm. Cho dù nào vậy, số lượng chiến công cần có càng nhiều hơn lúc trước. Đội trưởng, pháp trận phòng hộ sắp không thể nào kiên trì được nữa rồi. Chuẩn bị tử chiến đi. Tiểu Ngũ, sau 10 hơi thở, kích hoạt pháp trận tự bạo của chiến hạm. Dạ. Chúng ta sát huyết chiến đến cùng.